xin tâm. Ôi máu. Nè các bạn, để mình mở ra xem thử ha. Ôi cha, tiền ngày xưa các bạn ơi. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà rất là cổ xưa cả nhà. Thì mình đi ngang cái tuyến đường ở đây là kêu bằng ở Tiền Giang các bạn. Thì mình bắt gặp được một ngôi nhà bỏ hoang. Hồi nãy mình có chạy thẳng vào phía trong, phía bên phải mình có một ngôi nhà ở gần đây, cũng cách xa khoảng cỡ 100m. Thì mình hỏi cũng như là ngôi nhà này lý do sao mà người ta bỏ hoang thì vậy. Ngáp gốc ghê trời. Thì mình được một anh trai bên đây chia sẻ, nói ngôi nhà này ngày xưa có ông bà cụ và có con rất là đông, nhưng mà ông bà cụ đã mất hết rồi. Còn con của ông bà cụ thì người đi làm công nhân, người đi làm công việc ở đâu rất là xa cả nhà. Thì mình thấy ngôi nhà này quá là ôm tầm luôn. Hôm nay mình muốn vào review xem khung cảnh ở đây, và nó rùng rợn, mình nhìn thấy là rất là rùng rợn cả nha. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào bên trong ngôi nhà bị bỏ hoang. Quý anh chị và cô chú và các bạn nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha. Còn fan hâm mộ mà mới vừa vào xem kênh của mình á, mới biết kênh mình lần đầu á, thì nhớ nhấn cái nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí ha. Chỗ mà chữ đăng ký đỏ đỏ đó cả nha. Để mỗi khi mình đăng lên YouTube, quý anh chị và các bạn và cô chú xem ủng hộ mình ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Ở đây nãy giờ có một chiếc xà lan, chắc có thể là họ đang bơm cát ở vòng vòng đây cả nhà. Ở đây là cái đường đi vào ngôi nhà bị bỏ hoang ở phía bên đây các bạn. Ở trước sân ngôi nhà bỏ hoang mình thấy có một cây, cây này là kêu bằng cây cam cả nhà, cam hay là cây bưởi ta. Thay mình thấy chắc có thể là cây bưởi, chứ cây cam đâu có to như vậy. Rồi mình thấy có một hai trái bưởi luôn các bạn. Ở đây là ở trong một cái hẻm đường ranh ở trong thôn quê. Thì mình có hỏi thêm cũng như là người anh ở đây có chia sẻ, nói đôi khi anh đi ngang ngôi nhà bị bỏ hoang này nè, anh cũng liếc liếc vào. Và cũng có mấy đứa mà nhỏ nhỏ đó, anh có chia sẻ, anh nói mấy đứa nhỏ nhỏ đi ngang đây nó thấy tâm linh. Thường thường những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang như thế này nè, là miễn ai đi ngang là sẽ dòm nhìn vào, mà nhìn thật kỹ luôn á nha. Đây có lỗ vậy. Phía bên đó thì có cây cầu, đường lộ thì họ chạy qua trở lại. Ban ngày thì không sao, nhưng mà đêm xuống là họ đi ngang đây rất là sợ ma cả nhà. Tại vì ở đây kế giúp cầu, rồi thêm có ngôi nhà bị bỏ hoang nữa, thành ra họ rất là, nói chung là tò mò để ý cái ngôi nhà bỏ hoang này dữ lắm các bạn. Để mình xem có trái chưa ta. Có trái. Trái đó thay mình thấy chắc ăn được.
Thường thường là ở quê những người mà lớn tuổi ngày xưa là họ trồng cây bưởi là kêu bằng bưởi năm roi cả nhà. Nếu mà ai mà bé nào mà vào đây hái không có xin phép là sẽ bị năm roi. Thì cái tên bưởi năm roi nó có cách nay khoảng cỡ hai mươi mấy ba chục năm về trước cả nhà. Cây bưởi quá to luôn, không có còn dây dây gì trời, ghê quá. Đó ở nhà thấy không, trái quá trời trái. Thường thường bưởi năm roi thì trái nó không có lớn đó nha, còn bưởi mà thứ mà bưởi bung á, là mình nghe họ nói trái lớn lắm. Ở đây rụng trái nè, không biết ăn được hay không. Thì ông bà cô bác cho con xin cái bưởi này ha, chút nữa đem về nhà nghỉ khui ra đâm muối ớt ăn các bạn. Ngôi nhà này vào được không ta? Để mình đặt cái máy mình đi qua bên đó mình xem thử coi có vào được hay không nha cả nhà. Đó, có một chú chạy xe ngang là phải liếc vào liền mới được. Ngôi nhà bỏ quen mà, ai cũng tò mò hết. Hết hồn bánh chứ. Tự nhiên con bốm chà bá luôn, ba ngang mặt mình tính đâu con ong chứ. Mấy bữa trước mình không có đăng clip kênh Hiệp Vlog TV là lý do mình bị ong nó chích cả nhà. Đau quá trời luôn. Nghe được không ta? Ôi má ơi. Tim mình muốn rớt luôn các bạn ơi. Tự nhiên mình nghe giống như có ai đó ở trong cái ngôi nhà bị bố quan này lấy cái cây mà gõ vô cái son hay là cái nồi gì đó cả nhà. Ghê trời. Dạ mô Phật. Thì hôm nay con đến ngôi nhà bảo quan này, con xin ông bà cổ quyền trong ngôi nhà bảo quan cho con xin được khám phá thôi ha, chứ con không có ý mà phạm ha. Nhà này mình vào được chứ không phải là không, nhưng mà mình cảm thấy mũi quá trời các bạn. Để mình đi một vòng cái ngôi nhà bị bỏ hoang này, mình sẽ quay cái khung cảnh cho quý anh chị xem ha. Mình nghe nói là ngôi mộ ở phía sau cả nhà, ngôi mộ của ông bà. À mình thấy bên đó có một trái mít, hai trái luôn, nhưng mà mình cảm thấy có một trái đang bị chín cả nhà. Để mình đi qua bên đó mình xem thử cái trái mít đen đen nó có chín hay chưa nha cả nhà. Đây các bạn, cái mít quá to ha.
cây mít này mình cảm thấy cũng rất là cổ xưa luôn. Mít mà thậm chí chín tới mà không có ai hái luôn cả nhà. Ồ, trái bên đây nó sao mà người ta chặt cho ta? Người ta thấy nó bị hư khúc đít hay gì đó cả nhà, rồi người ta mới dẹt. Rồi giờ nó chín luôn khúc trên nè, nó mềm xèo luôn. Thúi rồi hư luôn à. Rồi bên đây sao không hái ta? Mít bên đây thì không có hư cả nhà, nhưng mà nếu mà không ai hái thì chắc chắn mai mốt nó sẽ thúi luôn. Mít này mít ngày xưa nè cả nhà, chứ mít hiện giờ đâu có gốc nào mà to dữ thần vậy. Chạy qua đã luôn. Thường thường những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang là có gác đồn dông cả nhà. Thì ngôi nhà này thì mình thấy chắc có thể là ông chủ nhà rất là lớn tuổi mới dám gác đồn dông thôi. Gió mà tới nó hay là thiếu cái đòn tay ta, hay là đòn tay nó mục cả nhà. Mình thấy có một hai lỗ mà đòn tay nó nhóm lên luôn cả nhà, nó nhóm lên mấy cái lỗ đầu sông vách đó các bạn thấy không. Ôi cha, mít quá trời luôn, không ai hái luôn. Mít này thì mình thấy ăn chừng 1-2 múi là no, cứ ngắt bụng luôn các bạn. Quá trời mít, gốc thì cả ôm. Ở bên đây mình thấy có một chuồng heo. Thì thường thường những người lớn tuổi họ chắc chắn nhà nào cũng phải có một cái chuồng heo nhỏ nhỏ như thế này, nuôi heo để cũng như là ông bà nuôi heo để bó ống đó các bạn. Vườn cây ở đây thì rất là rộng, mình nghe nói chủ bỏ đi rất là xa, con kiến của họ bỏ đi xa lắm, đi làm ăn lập nghiệp xứ khác chưa có về. Ôi cha, mũi dữ vậy. Hồi nãy mình quên mua cái chai súp veo nữa. Súp veo mình tha vào cho nó mũi đừng có chích. Ô, dấu hiệu đây mình cảm thấy mít đó chín nó tự rụng luôn các bạn, không ai hái luôn nè, thúi luôn. Sao kỳ lạ vậy ta? Thường thường mình đi chỗ khác á, trái cây thậm chí không còn luôn, rồi những món đồ mà vật dụng ở trong nhà nó cũng bị mất hết. Mình thấy coi bưởi các bạn, đi cẩn thận các bạn ơi, bây giờ mình sợ ong dữ lắm, sợ luôn. Ở đây bưởi gì ta? Trái mình cảm thấy nó cũng nhỏ cả nha. Gì vậy? Các bạn nghe gì không ta? Nhà ông cụ nhà này lập tôn lạnh nhưng mà bây giờ nó mục rồi. Đòn tay cũng mục hết cả nha. Kiến vàng quá trời.
qua đây được không ta? Dạ. Mình à, nghe nói ở phía sau á có mộ các bạn, mộ của chủ nhà. Để mình à, đi xuống phía sau xem thử coi có hay không ha. Ở bên đó có đường lộ, xe họ chạy ầm ầm ha. Ờ, có nhà mộ bên kia các bạn. Bởi vậy người anh chia sẻ rất là chính xác, nhưng mà mình không có qua bển chi ha. Ở đây rất là khó đi luôn cả nhà. Cảnh ở dưới quê rất là tuyệt vời các bạn. Nếu mà mình ở được ở đây, mình rất là thích về cái điều yên tĩnh, không có nhà nhiều, rồi nhạc không có, mình ở rất là thoải mái, không có ai làm phiền mình các bạn. Có cây dừa rất là kỳ lạ ta. À, gốc rất là to nhưng mà nó bị bọng các bạn. Trái thì xum xê luôn, cây thì đang nhịp nhịp. Cái dừa này thay mình đón chắc nó bị đu ngang quá. Vậy mà nó vẫn duy trì đứng vững như trời, không ngã luôn á nha. Nó bị bọng cỡ miếng thịt bên đây là nó mất khoảng cỡ 40% cả nhà. Nó chỉ còn vòng vòng ở ngoài bên kia, ở phía sau là 60% ha. Còn ở trong là nó bọng hết luôn. Nó còn chỉ có da không. Chó đầu sủi vậy. Thật sự mình muốn vào cái ngôi nhà bị bó quen này á, nhưng mà mình đang lưỡng lự cả nhà. Bởi vì hồi nãy á, mình chuẩn bị vào ngôi nhà bị bó quen này á, là mình nghe một cái tiếng rất là to lớn luôn, là mình nãy giờ nó mệt mệt ở ngực mình xuống luôn đó nha. Kiểu như có một cái tiếng động lạ làm cho mình hết hồn, thoát cái tim đó các bạn. Vậy thôi bây giờ mình cắn răng mình vào thôi, chứ không lẽ đi vòng hoài sao. Mái nhà sau thì xài tôn có sơn tôn màu, nhưng mà đòn tay thì mục hết, còn những cây cục đúc thì nó đang bị rượu ở phần chân cả nhà, lâu đời quá. Dạ ông bà cho con xin phép vào ngôi nhà bố quen khám phá ha. Vô được không ta? Với mình sợ ong nữa các bạn.
những cái ngôi nhà mà bỏ hoang lâu năm á, ông nó thường xuyên vào nó đóng ở trong đó. Ghê lắm. Kì vậy, cửa nó muốn xúc ra cả nhà, kỳ trời. Dạ con để đây hồi con đóng lại ạ. Mình tính khảo sát trước xem thử ở trong này nó có ong gì không chứ. Ở đây mình cảm thấy sao dán đồ tứ tung hết trơn nha trời. Chắc có thể là bộ dán này là kêu bằng bộ dán gõ các bạn. Rồi ông bà đã mất rồi, con cháu không có sử dụng, không có lau dầu nhớt, thành ra hiện giờ nó đang bị mọt mối ăn rất là nhiều. Thì mình thấy ngôi nhà này á, những năm không biết năm nào thì chắc chắn là ngày xưa ông bà cất rất là nhiều tiền ở trong thôn quê. Mà ông bà được ngôi nhà như thế này thì chắc chắn rất là giàu có. Đó cả nhà thấy không? Ngôi nhà này cất năm 1980 thì tuổi thọ ngôi nhà này tương đương với tuổi của mình các bạn. Quá lâu đời ha. Chắc chắn con cháu của ông bà làm ăn rất là thành công. Bây giờ nhà này của ông bà ngày xưa rất là giàu có, nuôi con ăn học. Gì vậy? Ôi, màn đó nha. Màn nó rụng xuống. Nhà này ngày xưa chủ nhà họ xài gạch tàu các bạn, tại vì những cái năm mà 80 á là chưa có gạch bông. Để coi mình nè, thấy trên đó thôi, họ thợ gì ta. Còn chiếc đồng hồ ha, đồng hồ này hiệu này không biết có cổ xưa hay không ta. Để mình đặt cái máy xuống mình xem thử ở trong cái đồng hồ này. Giờ mình tháo xuống mình xem coi nó có gì mà nó mới lạ hay không nha cả nhà. Ông vô nó dễ lấy ha. Rồi cái gói cái kia mà luôn cả nhà. Hiệu Beko.
Bên đây còn chiếc giường nữa nha. Nhưng mà nó cũng bị xuống cấp, nó mục hết các bạn. Có gì không ta? Không thấy gì hết. Ngày xưa ông bà dân mùng rất là đơn giản, chỉ có cụm dây vậy nè, đóng cái đinh vào là dân mùng ngủ. Nhà này được hai phòng các bạn. Nhà này theo cất kiểu xưa, nhà chữ đinh. Ở phía sau là cũng như là ở trong buồng, không có đường đi xuống nhà sau ha. Còn thời nay thì ở trong buồng, phía bên tay trái là sẽ có một đường đi xuống nhà sau. Còn đây là lam gió nó bị mục luôn các bạn. Mục. Lâu đời quá. Quá trời cổ xưa. Rồi. Ông bà già xưa làm hai chỗ lập vậy mà rất là cao vậy, rồi sao con cháu leo lên ta? Để mình bắt cái ghế cẩu này ha, và mình đứng lên xem thử ở trên đó, nói chung là những cái thao tác của mình có đốt nhang được hay không nha cả nhà. Chứ mình cảm thấy cao dữ lắm, cao cao chót vót luôn á, cao dữ vậy trời. Để mình xem thử trên đó ông bà có còn thờ cũng như là hình của ai hay không, nhưng mà mình cảm thấy trên đó là hết hình rồi cả nhà. À, tới các bạn, thay mình đón ông chú chủ nhà này, chắc có thể là ông rất là cao, cao có thể là hơn mình luôn các bạn, thì ông ấy đốt nhang được. Còn mình hiện giờ đang bắt cái ghế đẩu này cao khoảng cỡ 8 tấc, nhưng mà mình giấu vậy nè là mình cắm nhang á, không tới luôn. Thì ngày xưa ông chú còn sống, ông chú bắt cái ghế đẩu này, ông chú thắp nhang cho ông bà rất là dễ. Là gì các bạn? Có cái giấy gì rất là lạ ta? Đừng nói ông nha. Lá. Còn đây là gì cầm cầm vậy? Ủa? Sao mình thấy có miếng giấy gì ta? Nè các bạn, để mình mở ra xem thử ha. Ô cha, tiền ngày xưa các bạn ơi, họ bọc lại rất là kỹ luôn. Này là gì ấy? Ở đây là để chữ, chắc có thể là tiền ngày xưa để số 2 này cả nhà. Có hình của ai trời, toàn là người Tây không các bạn ơi. Tây không ha. Ủa? Không lẽ là hình của Tổng thống Mỹ thời trước ta? Tờ tiền này là tiền đô các bạn ơi, tiền đô. Lạ ha. Vậy thôi bây giờ mình cất về vị trí cũ nha cả nhà.
chắc có thể là con cháu của ông á có người ở Việt Kiều á, rồi về đây thăm nhà rồi để 2 đồng đô ra cho may mắn hay sao đó các bạn, rất là lạ ha các bạn. Để mình đi ra ngoài sân cái ha, nãy giờ mình chưa có quay ở ngoài hàng ba các bạn. Vào xong là phải gài cửa đàng hoàng luôn, cửa này nó bị sút bắn lời hết các bạn ơi. Đó. Đóng lại vậy nè. Bụi quá trời bụi. Ở trước sân có gạch men đó nha. À, vậy là năm 1980 có gạch men luôn. Có cây cao luôn. Không lẽ ông cụ ngày xưa hay là bà cụ có ăn cầu ăn cao ta? Đó mình thấy có trồng cây cao đó cả nhà. Nhà quá quá cổ. Còn đây là có cây sầu luôn các bạn. Ở đây là có cây chuối nữa, kêu bằng củ chuối đó các bạn, củ chuối. Thường thường ở trong phun sóc á là bà con người Khmer họ trồng rất là nhiều để lấy cái củ ăn cho nó mát. Xe mình gửi trong đó các bạn. Vậy thôi, nãy giờ mình đến đây mình chia sẻ cũng như là mình ghi hình ngôi nhà này rất là cổ, nhưng mà hôm nay mình vào ngôi nhà này không có thấy những hiện tượng tâm linh cũng như là ma mị, nhưng mà mình bị dọa một cái tiếng động ở trong ngôi nhà bỏ hoang này rất là lớn. Rồi xe qua xe lại mình vào mình khám phá ngôi nhà bị bỏ hoang này, là mình thấy có một miếng tiền nhưng mà nó có 2 đô các bạn, 2 đồng. Thì theo mình đoán ngôi nhà này chắc có thể là con cháu của ông thời gian gần đây, chắc có thể là ở nước ngoài có về đây thăm nhà. Nhiều khi con cháu của ông có người ở Mỹ đó cả nhà. Thường thường những người Mỹ, Việt kiều Mỹ họ mới có những cái đồng đô đó. Đặc ví dụ họ ở Canada thì họ xài tiền Canada. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc quý anh chị và cô chú một ngày mới có thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc ha. Bye bye cả nhà.